chim nghệ sĩ khoe khoang đón em đua nhau hòa đàn. Wow. Hey, anh xin về với em. Một tràng vỗ tay dành cho cô ấy nào các bạn. Quang Thiên hai họ. Dạ vâng ạ. À, tối hôm nay em là vợ anh đúng không ạ? Ừ. Em chào anh MC. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Lời đầu tiên cho phép vợ chồng Ngọc Thúy và Đại Nghĩa xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Trời ơi. Đến giờ em mới biết vợ em tên Ngọc Thúy. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của Ngọc Thúy. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và xin chào Ngọc Thúy, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho chúng tôi được biết nhé. Vâng ạ, Ngọc Thúy là ca sĩ và hiện tại thì Ngọc Thúy có kinh doanh riêng về mảng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tinh thần. Anh hỏi thiệt nha, bởi vì thật ra nếu như mà em được song ca cùng với một trong ba cái người còn lại ngồi trên kia thì anh nghĩ là có thể cái bài hát này sẽ còn hay hơn nữa. Em hát với anh cái bài này thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ không có được giống như là em mong muốn đúng không? Dạ, nếu mà em cho em được lựa chọn á thì em vẫn chọn chồng em, Đại Nghĩa. Dạ?
Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh xin mời Tuấn Nghĩa. Ca khúc này đối với Nghĩa rất là dễ thương. Anh Đại Nghĩa cứ tự nói là chọn bất cứ ai ở đây cũng hay hơn anh Đại Nghĩa. Thế nhưng mà em nghĩ là không có ai lên trên đó và trình bày ca khúc này cùng Ngọc Thúy hay bằng anh đâu. Ngoài một cái giọng hát trời phú cho một cái người nghệ sĩ thì cái gương mặt và cái nét mặt nó vô cùng quan trọng, thì Thúy đang là cái người sở hữu một nụ cười rất tươi sáng và đôi mắt biết cười. Nên là thành ra cái phần khi mà Nghĩa có thấy rằng là cái việc mà mình biểu diễn giao đãi với anh Nghĩa trong cái bài này đối với Thúy nó là một cái điều rất đơn giản. Và hai người ăn xăm ăn nhập với nhau giống như kiểu đã từng tập với nhau từ trước đây rồi. Bạn vừa giống một người ca sĩ, vừa giống một người diễn viên trên cái sân khấu với cái tiết mục này nha. Nó đã cả phần tai, nó đã luôn cả phần nhìn với Hải Yến. Nên là chúc mừng Thúy ngày hôm nay. Và vẫn lại là cái câu đó, không ai có thể hát hợp với Thúy hơn anh Nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Và một lần nữa cảm ơn anh Đại Nghĩa vì đã hỗ trợ hết mình cho Ngọc Thúy tả sáng trong tiết mục này. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cổ mẹ xuôi mái lá nghèo cũng đứng dù phiêu. Dẫu mà còn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại cha ơi sao cha chưa về nhà, trên bếp dưới vắng tanh, đợi dưới trong mỏi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhang bếp lửa hồng, nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Rồi mãi lá nghèo cũng đừng dột xiêu.
mày lại héo. Hay quá, hay quá. Trời xa rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca cùng anh Quốc Đại. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Vâng, chào anh. Cho phép Thanh Tùng xin được gửi lời chào tới bốn anh chị trong chương trình, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay, cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Và em đến từ quê hương Lúa, Thái Bình. Xin chào Thanh Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Trời ơi, sao sẵn chớn cho chị nói luôn. Chị không nghĩ là một người giọng Bắc mà hát được dân ca cho miền Nam nó ngọt đến như vậy. Và khi mà bạn lên mà những cái luyến nó chín mà nó đủ nốt, mà luyến chỗ nó hay dễ sợ, nó có những cái nấc riêng của dòng nhạc dân ca chỗ bạn hát chỗ mà nghe mà mình say mê đó. Chị với em ngồi ở dưới mà nghe rất là say mê, và khi mà vừa kết thúc xong ca khúc chị phải đứng lên, bởi vì đó là một cái sự phải nói là ngưỡng mộ của chị, khi mà cái sự kết hợp giữa hai người nó hơn cả cái sự hay nữa. Em cảm ơn. Quá hay, quá tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chị Khánh Ngọc. Không biết Duyên Quỳnh bạn nghĩ sao? Để mà hát được bài hát này mà chạm được tới trái tim của người nghe, em nghĩ là cần phải là một nội công rất là thâm hậu thì mới có thể truyền tải được hết cảm xúc bài này. Nhưng mà hai người quá tuyệt vời, em không biết nói gì hơn nữa, quá hay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Tùng hát dân ca Nam Bộ không nói rồi, nhưng mà em mang một cái màu rất là riêng vào trong cái bài này. Em xử lý khác với anh Đại, nhưng mà không biết sao anh cảm giác đúng là hai anh em với hai cá tính trong một ngôi nhà. Anh hình dung được cảnh trong nhà luôn, và nó làm cho anh là xém khóc mấy lần. Thật sự là như vậy. Bài hát này là bài mà anh mê từ nhỏ nữa, cho nên khi nghe bài hát này, nghe được hai người kể chuyện chứ không còn là hát nữa. Quý vị thân mến, như vậy là người chơi thứ 8 đã lộ diện. Và bây giờ Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ giải lao trong ít phút. Trước khi quay trở lại chương trình, Khanh sẽ công bố cho quý vị biết kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho các người chơi. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi ơi đẹp dịu dàng. Xin chào tất cả quý vị có mặt tại sân khấu. Chào mọi người. Hop 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 hop
một màu xanh lam chấm thêm màu trắng. Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tối, một màu đen đen, một màu trắng trắng. Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng. Người đứng theo nhạc được không ạ? Một đường không công nối bao đường vòng, họ người dưng nhớ khuôn mặt bắn hình dòng. Rồi một đêm trôi vơi, làm sao vẽ bóng tối, làm sao vẽ cánh hoa đêm không hồng. Dù đây là bài hát song ca nhưng quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Nếu như chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Xin mời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai mái tóc dài. Em tên gì? Em tên là Võ Nghi Bình. Nghi Bình hả? Dạ, ở đây em biết nhiều người lắm đó. Tại sao vậy? Em biết anh Thiên nè. Vậy hả? Từ hồi anh Thiên còn cho nhóm N9 nữa. Mà chắc anh Thiên không nhìn ra em đâu. Khanh em cũng diễn chung rồi. Rồi tiếp đi ạ. Chị Hải Yến rất là thân với em. Sao nói xong cái mình bị hoang mang mình luôn bị trời. Bị đơ luôn anh ơi. Dạ. Không, lâu rồi, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Dạ. Hồi đó cách đây có thể cũng cỡ chừng mười mấy năm á. Ồ vậy hả? Wow. Nhưng mà Khanh không nghĩ là lúc này cái giọng mà pha cái chất rock của Bình càng ngày nó càng dễ sợ. Hồi xưa sợ. Bình hát giọng nữ. À. Thế mà anh đợi em bắn nút cao để anh bắn nút thấp dưới, anh không thấy em bắn. Dạ. Làm anh phải bắn nút cuối luôn. Tại beat hơi lửng lửng, em không dám bắn cao. À ok. Dạ vâng. Bây giờ Khanh mời Võ Nghi Bình chúng ta gửi một lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trước nha. Lời nói đầu tiên thì xin cho phép Nghi Bình gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay, các khán giả có mặt qua màn ảnh nhỏ và các anh chị khách mời và ban tổ chức ekip đã làm trong cái chương trình rất là tuyệt vời để cho anh em tụi em hội ngộ lại với nhau ạ. Xin chào Võ Nghi Bình.
Bây giờ Nghi Bình hãy chia sẻ thêm về công việc hiện tại của Nghi Bình để cho tất cả quý vị được biết nhé. Công việc hiện tại của Bình hả? Bình làm diễn viên nè, ca sĩ, có viết nhạc nữa. Nói chung là rất đa năng thưa quý vị. Đây là một tiếng hát rực lửa. Dạ, Bình hát cái giọng hát rất là khỏe khoắn, đúng là hợp chất rock đó. Em rất là hạnh phúc khi được hát chung với một người anh như anh Thiên. Ok, cảm ơn. Và một cái bản phối cũng rất là phức tạp nữa ạ. Không biết các khách mời còn lại thấy sao? Ngày hôm nay Bình làm Miến vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì là cái phần mà Bình gần giọng cái phần cuối ấy, nó như là một cái được gọi là cái dấu son trong cái bài hát này luôn. Nó được đóng dấu hai lần. Và những cái điểm đó Yến đảm bảo là Bình sẽ được ghi điểm trong lòng khán giả. Khi mà Bình có một cái màu sắc riêng, Thiên có một cái màu sắc riêng mà khi mà chúng ta hòa hợp lại với nhau ấy, bản thân Hải Yến là cái người nghe Yến thấy rất là dễ chịu. Không biết Tuấn Nghĩa bà nghĩ gì ạ? Nếu mà Nghĩa ngồi được ngồi ở dưới này thì Tuấn Nghĩa chắc chắn sẽ bấm cho tiết mục này. Ngay từ đầu lúc bạn Bình bước ra khỏi cái căn phòng số 4 thì Tuấn Nghĩa đã nghĩ trong đầu, ô, bạn này là hát nhạc rock, chắc chắn 100% luôn, không thể nào mà lệch được đi đâu cả. Rồi xong bạn đi xuống, bạn lại hát bằng cái giọng rất là pop ballad. Mãi đến đoạn sau cùng bạn ấy mới bắt đầu là gần giọng thì bạn chuyển sang rock. Rất là hay. Trong số 8 bài hát mà Bình đã tập trong chương trình này, thì ngoài ca khúc vừa rồi thì bạn tâm đắc nhất với ca khúc nào nữa? Dạ, Đôi Chân Trần ha. Đôi Chân Trần. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm từng quả ngọt rừng cho con đỡ đôi qua đêm. Tôi muốn quên đi. Một tràng vỗ tay nữa cho tiếng hát này. Và Khanh hy vọng rằng với cái năng lượng của bạn có thể giữ bạn đến được vòng cuối cùng song đấu. Dạ, em cảm ơn. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây tân gầy, xem như anh chẳng may. Nỗi buồn anh giấu sau lớp màn mưa, ngượng cười khi biết anh là người giữa hai người, còn lại gì cho nhớ? Anh không muốn nghe. Ngày hôm qua em thấy cả ai đây, sao anh lại chết lòng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin, chờ anh tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi, cùng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thấy áo mới ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đang bàn tay,
Tại sao mà cứ kêu chúng tôi không nghe hoài sao được, hay như vậy sao không nghe được, đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Quốc Thiên. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhiều ai nhá, thank you. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Khanh xin chào bạn. Dạ, em chào anh ạ, em chào các anh, các chị ạ. Và em chào toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ạ. Em là An Nguyễn, mọi người có thể gọi em là An ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào An Nguyễn. Nhưng mà nghe giọng hát của em không thấy An thế nào. Rất là dễ sống đúng không anh? Dạ. Yeah. Lần đầu tiên anh Thiên hát bài này luôn. Vâng. Và lại hát với nữ nữa. Vâng. Hơi khó tại vì biết sao, Thiên thấy một cô bé có một cái vóc dáng rất là đẹp. Một lần nữa anh lại may hơn lần này nữa là được một cô gái xinh đẹp mà hát cũng rất là hay, rất là nội lực nữa. Cảm ơn em, cảm ơn An rất nhiều. Em cảm ơn anh đã chọn em. Vâng, chia sẻ của anh Quốc Thiên. Thật ra thì giọng hát của An nó không được gọi là, không phải bén giống như các cái giọng mà gọi là giọng alto khác hoặc là những cái giọng soprano khác, nhưng mà cái giọng của bạn thì nó có một cái độ dày, một cái độ dày rất nhất định. Và khi mà chọn được cái bài hát Xem Như Em Chẳng May này ấy, cái sự tự tin của bạn ấy trước Quốc Thiên đó là có rõ ràng luôn. Và thậm chí những cái giao đãi, những cái feeling của bạn ấy nó đặt để rất là đúng chỗ. Đặt để đúng chỗ là gì, nó không bị thừa thãi ra, làm cho người nghe cảm thấy rất là dễ chịu, hài hòa. Cảm ơn chị ạ. Chị Hải Yến ạ. Hôm nãy có cái nốt cao nhất của An đấy mà An không bắn cái nốt bình thường mà An bắn một cái quãng ba trên. Anh rất là bất ngờ bởi vì em biết wow đấy. Còn lại gì cho nhau? Nốt chuyển rất là tinh tế luôn ở cái đoạn đấy đấy. Nói về những đoạn hát cao thì chắc là phải nhờ Tuấn Nghĩa chia sẻ thêm. Bạn phiêu mà bạn phiêu tới được nên là nghe rất là đã. Mà khi mà nghe thấy An phiêu được thì anh Thiên ở bên cạnh anh cũng, anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi anh cũng phiêu theo luôn. Cả hai người mà rất ăn ý luôn, như là một cái tiết mục mà đã được tập trước rồi. Phải chúc mừng Thiên bởi vì là ngày hôm nay em đã hỗ trợ cho bạn rất tốt. Và phải chúc mừng hai em bởi vì đã tìm thấy nhau. Đó. Hôm nay là Xem Như Anh Rất May. Đúng. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều ạ. Lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ, tôi vẫn nhớ nhớ đêm hẹn hò đêm trăng sao, từng câu nói yêu đương ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu đã ngủ yên trong cõi thâm sâu, ngày anh đi thân mến. Và bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ,
Em xin chào anh MC Bạch Công Khanh và em chào chị Vân Khánh. Em xin chào khách mời ạ và các bạn ở trong trường quay hôm nay cũng như là quý vị đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt trên đài truyền hình Vĩnh Long ạ. Em tên là Thúy Phượng. Dạ, hiện tại em đang là ca sĩ tự do. Xin chào Thúy Phượng. Ngày hôm nay hát với chị Vân Khánh mà có run không? Dạ, thật ra là em run lắm luôn á. Đã bước lên sân khấu giống như là bước lên một cuộc thi thì dĩ nhiên là ai cũng hồi hộp, ai cũng run hết. Và em ngồi ở trong em toát mồ hôi nãy giờ. Mặc dù là run nhưng tiếng hát của bạn rất ngọt ngào. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Vân Khánh. Khi mà bạn cất tiếng hát, Khánh nhìn xuống ánh mắt của mọi người và thấy rằng mọi người wow, tức là cái giọng của em á, nó rất là hay mà có cái nét lạ trong đó. Và đương nhiên là trong cái quá trình hai chị em chưa từng được tập luyện nhưng mà cũng cố gắng hỗ trợ nhau nhiều nhất có thể. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Cái tiết mục này chị Khánh lại một lần nữa, chị rất là duyên dáng luôn và chị đã dìu bạn làm cho em cảm thấy là chị nên đi đóng phim đi. Em nói thật luôn á, chị rất là trời, cái cảm giác là nếu được diễn với chị chắc thích lắm luôn á. Thôi chị ngại đóng phim lắm em ơi. Đóng phim mà chị không được mang độn về ca không? Chị ngại lắm. Giọng em đúng là nó có cái chất lạ. Tại vì khi mà em hát á, chị nhìn qua anh Quang Hà với lại Phương á, chị nói trời cô bé này hát cái giọng giống như là răng rãng lên, nó giống như là nghe nó lạ lắm. Xong rồi lên nốt cao cũng hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Quang Hà chia sẻ một vài kinh nghiệm cho Thúy Phượng khi mà biểu diễn. Xin chào Thúy Phượng. Em có một giọng hát rất là đặc biệt, không cần phải đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật. Thế nhưng mà hát cất tiếng một phát là người ta biết ngay rằng Thúy Phượng đang hát. Thì đó là cái ưu điểm cực kỳ lớn của một người nghệ sĩ khi mà mình có một tố chất rất đặc biệt và rất riêng biệt. Chúc mừng Thúy Phượng. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà và các khách mời còn lại. Và chúng ta cũng chúc cho Thúy Phượng nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay thật cao để cô ấy có cơ hội bước vào vàng song đấu. Bây giờ sẽ là vài phút giải lao trước khi chúng ta quay trở lại chương trình quý vị nhé. Thà xót cho ta trăm nghìn trùng diều đông, đừng một lời nào mãi mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này giọt đi em từng chén buồn cay đắng, chợt ta cười trong nỗi xót xa đưa. Giọt nữa đi em giọt đầy ly cạn, say dầm ta như tự thỏa bao giờ. Em cứ lôi đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu màu. Vắng dậy sóng sông rót nửa đi em rồi mai về xứ lạ, để mình ta buồn cho heo hắt tim ngàn. Thế thật rồi sao, thôi ta xin tình này.
giọt sau ly biệt cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh. Xin đừng cho ta tượng cung lưu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang, trong âm vang vang dậy dòng sông hồ. Giót nửa ly em rồi mãi về xứ lạ để mình cho heo hắc tim đàn. Thế thật rồi sao? Thôi ta xin từ ta. Cuộc tình này rồi cùng đến giờ ra. Này uống đi em một giọt sâu ly. Trong nỗi nhớ buồn tênh, xin đừng cho ta thêm một lời nào than thiết. Bởi sóng dài, bởi sóng dài, ta còn mãi lênh đênh. Mười giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Minh Luân. Thời gian bắt đầu. Mọi người ơi, nhớ bấm A nha. A nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Khanh. Em xin chào anh Minh Luân. Xin chào ba vị khách mời còn lại, các bạn trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên Châu Văn Tuấn. Em đến từ quê hương Sóc Trăng, miền Tây. Xin chào Châu Văn Tuấn. Tuấn có phải ca sĩ không? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Em rất là đam mê âm nhạc và em xin tiết lộ thông tin với mọi người. Em cũng là một nhạc công, em chơi organ trong phòng trà. Thì em chơi đàn thì cũng tầm khoảng 12 năm. Đó. Thì ít ra thì cũng phải có liên quan gì tới âm nhạc. Bây giờ cho Yến hỏi đi anh Tuấn ơi, rồi bây giờ năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 32 tuổi ạ. 32 tuổi, em biết ông nó quá nhiều thứ, nó bổ trợ cộng lại với nhau. Đầu tiên là gì? Mê âm nhạc. Cái thứ hai là chơi đàn 12 năm cộng 32 tuổi. Gộp vào trời ơi, cái tiếng hát gì mà nó tình, nó sâu, nó đậm đặc, nó kéo. Mãi kéo lắm phải không? Giọng mãi keo là đây nè. Mãi keo luôn á. Giọng hát mà vừa cất lên một phát là cả em cả chị cùng bật ngửa ra đằng sau ghế luôn. Đáng lý là bài này nghe là phải say đúng không? Nhưng mà không. Say xong mà nghe giọng này là chỉ có muốn tỉnh để nghe tiếp thôi.
Và bạn thực sự như kiểu sinh ra là để hát cái dòng nhạc này, bởi vì cái màu giọng của bạn ấy nó vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt là ở cái thời điểm này để có một cái màu giọng như thế này nó là một cái sự vô cùng hiếm có nha. Cái giọng hát của Tuấn rất là hay, rất là có chiều sâu, nó mùi lắm. Đó, và cái bài hát vừa rồi cũng rất là hợp Tuấn luôn. Được cái sự phối hợp của anh Luân nữa, anh Luân cũng rất là cố gắng để cho hai anh em có một cái màn song ca ăn ý. Và để bật lên được cái tinh thần của bài hát là cái sự mùi mẫn. Thiên cảm giác rất là thú vị trong bài hát vừa rồi. Em xin cảm ơn Quốc Thiên. Tuấn Nghĩa ơi, bạn có say bởi tiết mục này không? Mình nói lúc nãy với chị Yến rồi là chỉ cần bạn Tuấn bạn ấy cất giọng lên là cả Nghĩa và cả chị Yến đều bật ngửa ra đằng sau luôn. Và em thấy anh rất thành công ở trong tiết mục này. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Một lần nữa hãy gửi một lời chúc đến cho Châu Văn Tuấn. Khanh hy vọng tiếng hát này sẽ ngày càng đến gần hơn với tất cả chúng ta. Và mùa đông lạnh lùng buồn ra, nơi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho tan những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Muốn trời ân ái, mình hãy sớm buông lơ thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Trắng xóa cho tâm tư những tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, sẽ cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Muốn trời ân ái, mình hãy sẽ sống buông lơ thời. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Trong giấc mơ này, ta yêu em cho
cơn say, muôn trời ân ái, mình hãy sống bước lời dời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này. Cho hết đêm thâu, tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào tất cả các khách mời ngồi đây ạ. Em xin chào các khán giả ở trường quay cũng như đang theo dõi chương trình. Em tên là Khánh Huyền ạ. Xin chào Khánh Huyền, bạn đến từ đâu? Dạ, em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại đến bây giờ em là ca sĩ tự do. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi được song ca với anh Quang Hà? Dạ, đây là lần đầu tiên em song ca. Cũng hơi run ạ. Có hạnh phúc không nào? Dạ, rất là hạnh phúc. Tại vì Khánh cảm thấy anh Quang Hà thật sự hỗ trợ cho bạn trong tiết mục này. Vì mình là cái người bổ trợ mà, thế nên thôi thì mình chấp nhận cái vai trò là thôi hát lép vế một chút xíu và đưa tất cả những câu hát hay nhất, những quãng đẹp nhất cho Khánh Huyền. Còn bản thân Hà thì Hà nghĩ rằng là Khánh Huyền là một ca sĩ trẻ, một cái giọng hát cũng khá là nội lực. Thế nhưng mà đôi khi lên sân khấu còn hơi rụt rè một chút xíu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà rất nhiều. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Anh thấy thì giọng của Huyền rất là quyện với lại giọng của anh Quang Hà. Bởi vì cái màu giọng và cái phong cách hát, cái cách nhả chữ làm cái bài hát đó, nó gắn kết với nhau. Nhưng mà anh muốn là trong cái bài hát này, từ cái nội dung đến cái tiết tấu của nó là nó phải cho người ta cảm thấy được cái sự đê mê, cái sự say mê trong đó. Anh tiếc là hồi nãy Huyền ở trong đó nên Huyền không có thấy được cái phản ứng mà Quỳnh đã tạo ra với lại cái bạn trai số 2 á. Nó say mê lắm. Không, nhưng mà anh phải thông cảm là tại vì Huyền có nói là đây là lần đầu tiên Huyền song ca luôn. Lần đầu tiên. Đó. À, cho không nên... sao em, dạ. Lần đầu tiên thì không sao. Ngoài lý do đó ra thì còn áp lực nào khác không? Khánh Huyền. Dạ, đừng bạn không mọi thể người nở một cũng... nụ cười tươi như thế hoài được đâu. Cười là có nhiều anh chết mê chết mệt đấy. Điển hình như anh Nguyễn Hoàng Duy. Ấy chết anh. Vợ anh hay xem chương trình, vợ anh thấy là anh lại bị cấm túc không có được cho tiền ăn sáng đấy. Nghiêm túc mà nói thì anh rất là thích giọng của Huyền. Hôm nay anh có cảm giác Huyền hơi bị nhát. Giá như mà em mạnh dạn em song lên một phát là cả hai người song ca thì rất là hay. Vì anh cảm thấy là bên trong em cái nội lực nó vẫn còn rất là nhiều. Và có những lúc khoảnh khắc thôi, có những khoảnh khắc đâu đó em quên mất rằng là tất cả mọi thứ em gạt bỏ hết thì em hát những cái đoạn ấy rất là hay. Hoặc có thể đây không phải là sở trường của Khánh Huyền. Dạ, yeah. Yeah, đúng rồi. Trong đúng số 8 bài hát bạn phải tập thì đây có phải là ca khúc nặng nhất không? Dạ, thật ra thì trong 8 ca khúc mà em tập thì em có thích ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm hơn ạ. Và bạn mong muốn được diễn bài đó nhất. Ồ, dạ. Ồ, là hợp rồi. Hai người rụt rè là hợp rồi. Chắc chắn là của nhạc sĩ rồi. Bây giờ bạn hát tặng anh Nguyễn Văn Trung một câu đi nào. Hãy cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta.
Trời, em thấy anh Trung anh ấm toát mồ hôi luôn nè anh. Trung hôm nay có mang theo cái khăn nào không? Anh giống như là một cục đá lạnh. Nếu mà anh Quang Hà là một nhóm lửa thì anh là một cục đá lạnh mà em đã làm anh tan chảy luôn. Và anh có ước gì hồi nãy không? Là mình đã bấm với lại Khánh Huyền để mình cùng xong ca bài này. Không, tại anh chưa tới lượt đó. Anh xui rồi. Thôi, do anh xui thôi. Quang Hà, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho cô gái Khánh Huyền. Xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên. Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dẫn gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho người. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chờ một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai giữa hoang tàn lãng quên. Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Xa, dẫu khuôn mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Như chưa từng có lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho người.
bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Ngọc Vũ xin được gửi lời chào tới 4 quý vị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, giới thiệu Bạch Công Khanh cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Xin chào anh Ngọc Vũ. Có lẽ là một lời chào đặc biệt tới anh Hồ Trung Dũng, bởi vì là chắc là anh không còn nhớ đâu, cách đây khoảng chừng 10 năm rồi là Ngọc Vũ đã từng được song ca với anh một lần ngày 31 tháng Giêng năm 2013. Ngày luôn. Dạ. Hay vậy. Bây giờ đố thử đi anh Vũ, anh Vũ nhớ được anh chương trình nhớ đó là không gì à? Không? Cái sự kiện gì xảy ra ngày hôm đó vậy em? Ở đó là bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đấy anh Dũng là khách mời tới tham dự chương trình tại bệnh viện và Ngọc Vũ được chọn để hát chung với anh Dũng ca khúc Đêm Nằm Mơ Phố, và đó cũng là cái lần đầu tiên mà được song ca với anh Dũng, cũng như là từ cái lần đó đã tiếp thêm rất là nhiều lửa, rất là nhiều đam mê trên con đường ca hát của Ngọc Vũ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Dương, hy vọng là lần sau mình hát chung không phải 10 năm nữa. 10 năm hát chung nhau một lần là bị hiếm. Ủa Vũ ơi, Vũ à, cho chị hỏi là em đến bệnh viện Tai Mũi Họng và với cái tư cách trong hôm đó là sao? Dạ, xin được chia sẻ là Ngọc Vũ hiện tại đang là bác sĩ gây mê ở khoa phẫu thuật bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị nghĩ là chỗ nhìn em giống như chị tưởng tượng đến Trả Nợ Tình Xa, nghĩ đến rêu phong đồ này nọ, những quằn quại rốt, mà hôm nay em hát chân tình. Có một cái điều mà chị khen ở đây á, là em á, khi mà em hát với anh Dũng á, em rất là biết cách, là có nghĩa là cả hai cùng nương tựa vào nhau, biết khi nào mình phải hát và khi nào mình phải nương qua lại, bè qua lại. Và hôm nay anh nghĩ sẽ là một cái kỷ niệm đẹp, một cái kỷ niệm rất đẹp nữa của hai anh em, bởi sự kết hợp với nhau ở ca khúc này. Và em phải thật sự em phải cảm ơn Hồ Trung Dũng rất là nhiều, bởi vì anh Dũng đã nép lại một xíu và cái cách xử lý bài của anh Dũng cực kỳ hay, và em phải cần học hỏi thêm về cái đó, để chính cái sự mà xử lý bài của anh Dũng đã giúp cho cái ca khúc Chân Tình này nó có một cái điểm nhấn về nhẹ nhàng, về cái cảm xúc nhiều hơn. Bên cạnh em là một cái năng lượng cực kỳ dữ dội ở ca khúc này. Dạ. Chúc mừng hai anh em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục chương trình quý vị nhé. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, truyền lòng tôi kể cách nay đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả truyền lòng trao hết cho người, nguyện tròn thương tròn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Ôi đẹp quá. Giấc mộng
dâng hết cho người thì nay có bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi ở vị trí mà anh Quốc Đại lựa chọn. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật kết quả này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và làm quen với cô gái rất là nhẹ nhàng, xinh xắn đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, con xin chào tất cả mọi người. Con xin chào bốn vị khách mời, cũng như là chú Bạch Công Khanh, cũng như là chú Quốc Đại và toàn thể mọi người đang có mặt ở đây ạ. À, chú ơi, chú Bạch Công Khanh hả? Đã lâu lắm rồi, không ai gọi tôi bằng chú. Nãy giờ em hả dạ dễ sợ. Dạ, con tên là Tiểu Bình, năm nay con 17 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chú thấy con bước ra, chú nói trời ơi rồi, mình làm khó cháu nó rồi. Tại vì ca khúc chuyện Ba Mùa Mưa nó cần một cái độ trải đời nhất định mới có thể hát sâu được ca khúc này, thì chú rất là lo. Nhưng mà khi con hát, chú thấy con rung, nhưng mà khi mà con hát lên thì chú nói ồ, chú chưa biết con bao nhiêu tuổi nhưng mà nhìn mặt con rất là nhỏ luôn. Yeah. Thành ra mà con hát được như vậy thì chú cảm thấy là sau cái game show này thì mình phải chú ý thêm cái giọng ca này nữa. Yeah. Và nếu mà con cần tới chú thì chú sẽ hỗ trợ con. Wow. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét của ba vị khách mời còn lại. Chú cảm thấy là con hát bằng trái tim chứ không có phải dùng kỹ thuật gì cả. Đây là một cái điều bất ngờ. Và chú cảm thấy là trước chú Đại thì con vẫn chứng minh khả năng của con là một người có thể truyền tải được cái thông điệp của bài hát này rất là sâu lắng, rất dễ thương. Con sẽ là một ca sĩ nổi tiếng trong nay mai, tại vì con hội tụ nhiều yếu tố lắm. Cái dốc dáng của con rất là xinh đẹp, mà hơn nữa cô Ngân Quỳnh thấy đâu đó con sẽ là một ca sĩ dân ca mà rất là thuần khiết luôn, trong trẻo luôn. Xin cảm ơn. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, che đi lượng quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân, che đi lượng từng hạt hóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng, đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Ôi thời gian, hãy quên đi nơi chân công kinh, cha đi giữa rừng. Nắng ơi, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả cuộc đời và cả một đời đôi chân trần. Cha đi rồi,
Của quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của một người đàn ông rất ấn tượng. 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Dạ. Lời đầu tiên cho Ê Giang xin gửi lời chào đến các anh em nghệ sĩ khách mời và các bạn khán giả tại trường quay và cũng như là trên TV. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Anh có biết là những cái cơn sóng ngầm trước khi nó đến thì nó như thế nào không anh? Trời yên, biển lặng, đấy chính là anh ở những cái câu đầu tiên. Sau đó thì nó mới là những cái cơn sóng rất lớn luôn, sóng như một cái cơn bão ngầm của biển ấy. Thì anh đúng như thế trong cái bài hát này luôn. Em nói mà em còn sởn da gà bởi vì em chọn đúng từ quá, em nói thật luôn, em tả đúng cái từ quá. Và ngày hôm nay nha, anh có thêm một cái người rất yêu mến giọng hát của anh, đấy chính là em. Tuấn Nghĩa đã giúp anh chở câu chuyện đoạn đầu. Sau đó anh ra thì lại là mở ra một cái trang mới, một cái sự mềm mại khác với khác với Nghĩa. Thì thấy được cái trong đây nó có sự đa dạng trong cái bài hát này. Một giọng hát đã xuất phát từ đúng cái nơi mà giọng bài hát đã ra đời. Còn một giọng hát là cũng rất là khỏe khoắn. Thì hai cái màu sắc đấy hòa hợp vào với nhau rất là ăn ý. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Khanh nghĩ rằng anh Minh Luân cũng có cùng quan điểm với anh Quốc Thiên và chị Hải Yến đúng không ạ? Phải khen là cái đoạn phối bè nữa, hai anh phối bè rất hay. Em Minh Luân xin đứng lên để chào anh, một cái sự chào trân trọng. Trời ơi, cái rất tuyệt vời. Một cái điều mà tất cả các anh em nghệ sĩ chúng ta một khi đứng sân khấu, đương nhiên là mình sẽ làm tốt cái vai trò của mình, nhưng mà máu lửa nha, xin lỗi là mình phải học hỏi anh rất là nhiều. Dạ vâng ạ, rất là tuyệt vời. Và đây cũng là tiết mục cuối cùng sau khi chúng ta đã thấy 8 người chơi lộ diện.
tình tú trời cao thành vương miện sáng. Cái lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh và đó là ca khúc rất quen thuộc Lâu Đài Tình Ái. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay. Bắt đầu. Thời gian đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh và chào tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Lần đầu tiên cho phép Phan Anh Quân xin được gửi tới tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe cũng như lời chào thân thương nhất. Xin chào Phan Anh Quân. Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi hát chung với Phan Anh Quân? Dạ, em thấy ở đây có quá trời lâu đài tình ái luôn. Đúng ý của em rồi đúng không? Không biết cảm giác của ba khách mời ngồi phía dưới như thế nào? Cả hai làm nên một bản tình ca rất là ngọt ngào. Mong rằng lâu đài này không xây trên cát ha. Với những cái bài hát này chúng có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và khi mà thấy một cái cặp đôi mà đẹp như thế hát, nó làm cho mình rất là sướng. Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã mang đến cho khán giả hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của anh Hamlet. Tiếp theo Thành muốn nghe chia sẻ của anh Kyle. Kyle đã từng nghe bài hát này rất là nhiều rồi. Hầu như là đi đâu, đám cưới nào người ta cũng hát bài này. Quá nhiều nhưng phiên mà, bản đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà hôm nay là Kyle thấy là với cái sự kết hợp của hai người, là Kyle thấy đó là một cái bài hát giống như mình được nghe lần đầu tiên á. Tại vì hai người đã ăn ý và kết hợp quá tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của anh Kyle. Thế còn Hoàng Bách thì sao? Thực sự đây là một cái giọng hát rất là đẹp, hát chắc chắn. Tất nhiên khi hát với Gấm thì yên tâm rồi, hai bạn hát đều rất là chắc chắn. Cho Khanh hỏi cảm xúc của Hồng Gấm và Phan Anh Quân luôn, lần đầu tiên mình hát với nhau, nó như thế nào? Em cứ nghĩ rằng là bài này thì em phải song ca với một ai đó là nam, tại vì cái tông nó quá là cao. Giọng chị Gấm thật tuyệt vời quá. Còn đôi ba giây phút cuối bên nhau, em nói đi,
em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Anh nói đi, anh nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa xong ca với chị Lê Phương. Nếu như chọn, quý vị nhấn phím A, và không chọn, nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Một bản song ca quá là tình tứ. Mặc dù họ chưa bao giờ tập luyện với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau luôn. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin gửi đến bạn Kinh Tử Long. Anh thấy sao ạ? Anh chỉ biết là anh rất là thích giọng hát của Lê Phương. Để cho người ta nghe, người ta có hồn á, và người ta nghe cảm giác như bài hát nó có hồn đưa vào lòng của người ta đó, rất khó. Mà em với Lê Phương đã làm cho cả khán phòng này người ta vỗ tay như vậy là quá thành công rồi. Dạ. Tiếp lời của anh Long, mặc dù ca hát không phải là chuyên môn chính của chị Lê Phương, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận đây là một giọng hát nữ rất là đặc rất biệt. Rất là đặc biệt. Đại diện khán giả, tôi nghi vấn có thật sự gặp nhau lần đầu không? Em xin thay mặt cho ekip chương trình khẳng định điều này là sự thật. Sao hòa quyện vậy? Bây giờ thì em có thể xác nhận một cái câu, đó là hai người tan vỡ thì sẽ có bốn người hạnh phúc. Cặp đôi Thanh Thức và Lê Phương không còn hát với nhau hôm nay nữa. Chúng ta có hai cặp khác. Mừng quá. Này là giống như người yêu cũ có người yêu mới ha. Và một lần nữa thì cảm ơn sự hỗ trợ rất hết mình của diễn viên Lê Phương để giúp cho tiếng hát của Trường Hải được tỏa sáng. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Trường Hải là bao nhiêu phần trăm. Còn mùa xuân không nghe
ở nơi nào, có còn mùa xuân không với màn song đấu của Tiến Vương và Thanh Tú. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như các bạn chọn tiếng hát của Thanh Tú thì nhấn phím A. Nếu chọn tiếng hát của Tiến Vương, nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều với ca khúc này. Anh Long ơi, anh có chia sẻ gì không ạ? Anh nghe anh rất là thích. Bài hát này nó đã có rất rất là nhiều ca sĩ hát rồi. Và phải nói là hôm nay là Tiến Vương với lại Tú là hát rất là hay, ngọt ngào lắm. Chị Phương ơi, chị hát với Tiến Vương rồi chị lại thích giọng hát của Thanh Tú nữa, cho nên bây giờ nếu mà chọn thì khó lắm. Nên là nếu mà được á thì chắc chị nghĩ cho hai bạn đều là quá mua luôn. Phải chi có trường hợp đó xảy ra trong mỗi tập ạ. Quý vị khán giả tại trường quay đã bình chọn cho Tiến Vương và Thanh Tú là bao nhiêu? Chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình. 52% và 48%. Có nghĩa là ai nhận được 52% sẽ là giọng ca giành chiến thắng. Các bạn nghĩ là ai à? Thanh Tú. Bên đây Thanh Tú, cùng bên đây à? Và hãy cùng Khanh chờ đợi kết quả. Tiến Vương, chúc mừng Tiến Vương về giọng ca giành chiến thắng của Sông Ca Chống Mặt. Chúc mừng bạn, bạn đã có 10 triệu đồng. Và chúc mừng cho diễn viên Lê Phương, chị đã song ca với 9 giọng ca giành chiến thắng. Trân trọng những cái nốt bài này, đặc biệt những đoạn cuối nó dịu dàng như tiếng sóng biển phổ về. Vẫn những cái tinh thần từ vòng ngoài tới giờ Duy hát rất là tốt, rất là tình cảm. Thật ra là đến chương trình này á, là
em cũng không có hy vọng cao lắm, nhưng mà em muốn là để cho trưởng đoàn em á thấy em là cũng có một ít gì đó năng lực để cho em đi học, em chỉ cần gì thôi. Lê Bá Duy năm nay 23 tuổi, đang công tác tại đoàn văn công quân khu 9, đam mê ca hát. Vòng sơ tuyển Duy tranh thủ 2 giờ đi chợ để đến tham gia vào chương trình. Hôm nay là em chỉ được có 2 tiếng ra đi chợ. Đi chợ chứ phải đi thi. Dạ xin đi chợ. Với mong muốn được chạm tay đến ước mơ âm nhạc và được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hy vọng sẽ có cái kết thật đẹp cho Duy về cả công việc lẫn đam mê ca hát. Rồi, cảm ơn em. Cặp song đấu tiếp theo thật là ấn tượng, Mỹ Trinh à. Đó là cặp song đấu của hai cô giáo với tình yêu, sự đam mê ca hát. Hai cô giáo cùng dự thi đứng tại sân khấu này để thể hiện ca khúc của mình. Cô giáo Ngọc Hân xuất thân trong gia đình truyền thống giáo viên nhưng lại rẽ sang hướng khác là buôn bán tạp hóa. Cô giáo Mỹ Nga yêu trẻ, đam mê ca hát và là mẹ đơn thân. Hôm nay, liệu sức nặng của cô giáo bán tạp hóa có lực át được giọng ca của cô giáo đơn thân? Hãy cùng theo dõi màn song đấu của họ nha. Người yêu dấu ơi, tình em đã trao anh rồi. Nỗi nhớ ngàn khơi, không cùng phong gió mưa nào ngăn lối. Người yêu dấu ơi, dù năm tháng thêm xa vời, bóng đêm tối trong lẻ loi, đơn côi cuộc đời. Giọt lệ đắng cay nhòa trên gối bao u hoài, dĩ vãng còn đây nghe thầm đau vết thương tình xưa ấy. Thời gian đã qua lưu luyến mãi không phai nhòa, mãi cho đến kiếp sau tình con nghe xót xa. Chúng được sợi nắng giọt mưa nào ai có lường, ánh mắt đôi môi càng bé bằng tình đắm tình say, tình đã lỡ làng vẫn mãi mãi yêu anh, yêu vô vàn vẫn mãi mãi yêu anh khi duyên tình trái ngang. Hay không các bạn? Hay quá em ơi. Hay không? Một tràng vỗ tay nữa các bạn. À, đúng là nỗi niềm thì không chừa một ai, mà đắng cay thì cũng không có từ người nào hết, tất cả đều có hết. Bỏ qua những cái phần mà nó hơi lệch nốt một chút xíu, nó không đủ chuẩn nốt thì cái cảm xúc quá là đầy, quá là tràn. Phụ nữ sinh ra là đã khổ rồi, nhưng mà phụ nữ hơn nhau ở nụ cười, mà không phải tự nhiên mà cười được đâu. Giải tỏa hết tất cả các tinh thần của mình, bởi vì xung quanh ai cũng khổ, ai cũng buồn hết. Sự hy sinh là phải có khổ, nhưng mà mình thấy cái khổ đó là hạnh phúc. Nếu mình có thiệt thòi trong cái cung phu thê, nhưng đứa con mới là quan trọng. Dạ, trước tiên thì em nghĩ mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh thì em cũng không có muốn chia sẻ vấn đề riêng tư của em nhiều lắm. Nhưng mà em muốn nói với quý vị ở đây rằng trước khi tham gia chương trình này, em giống như chết rồi vậy đó. Lúc nào em cũng khóc, làm việc em cũng khóc, ăn cơm cũng khóc, ru con em cũng khóc. Nhưng mà từ khi tham gia chương trình này rồi á, khi mà được gặp chị Vương Thanh, thần tượng của em á, khi mà chị nói là cuộc đời có những lúc rất là thăng trầm, và từ đó em cảm thấy là mình cần mạnh mẽ hơn nữa. Giống như là hát vui, vui hát, thay đổi cuộc đời em vậy đó. Chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn. Chúng ta sống ở trên đời, ai ai cũng có nỗi buồn tả tơi, chớ nên đau khổ bạn ơi, hãy cùng tôi hát cho vơi đêm sầu. Cái gì quá khứ đau buồn ở chúng ta không nên động đậy trong lòng, tại vì không ai thương chúng ta bằng chính bản thân ta đâu. Tương lai còn phía trước. Và bây giờ chương trình hôm nay hát vui vui hát thì cô giáo đồng ý với Lý Hùng là phải quên hết tất cả. Và tương lai phía trước, đồng ý không ạ? Dạ, đồng ý ạ. Đồng ý không ạ? Đồng ý ạ. Thưa quý vị, chương trình Hát Vui Vui Hát là một chương trình rất gần gũi,
tất cả mọi người có thể tham gia. Cô thợ may, cô giáo, rồi chiến sĩ công an, chiến sĩ bộ đội, vân 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 vân. Có thí sinh rất đặc biệt. Khi nghe chương trình mở ra đó, từ rất xa nước Việt Nam chúng ta đăng ký về dự thi. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng lại định cư tại đất nước xinh đẹp có cây cầu tình khá nổi tiếng của thành phố Praha, với hùng lãm dáng vẻ thư sinh ngây ngô nhưng lại sở hữu giọng ca lạ, vẻ đẹp nam tính với giọng trầm và vẻ đẹp thư sinh giọng ca lạ, thanh và sắc ngang tài, họ sẽ chinh phục ban giám khảo và khán giả như thế nào? Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm. Em thơ như mùa xuân đầu, nỗi dài đêm thâu. Anh làm mùa thu cho em mơ màng, anh làm lời ru quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang. Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời, còn thương nhớ nhau từng đêm bao tố. Tóc ướt chẳng thể, lời yêu chưa nói trên môi vùng về. Đường ta đã qua chim khuất chân trời, đường ta sẽ đi nào ai biết tới. Chiều buông giá rời, dù lòng thôi mơ, dù buồn nên thơ. Chiều buông giá rời, dù lòng thôi mơ, dù buồn nên thơ. Thần tượng ca sĩ này quá phải không? Trước khi trả lời câu hỏi thì em muốn có một câu hát dành cho chị ạ. Và em biết tranh đã quên hết những bức hình ngày xưa chúng ta chụp chung. Có vụ đó nữa ha. Và tranh nhớ khi ấy, những bức tranh kia tranh đã chụp với em. Mà lâu lắm mất rồi. Thật sự đó, khi Vương Thanh là giám khảo, Vương sợ, Vương Thanh sợ ai hát bài Vương Thanh lắm, không dám dòm luôn. Phải hết 1/3 bài Phương Thanh mới dòm lên xem như thế nào. Thì là im lặng lắng nghe. Một là sẽ hát rất là tới, hai sẽ hát rất là dở. Hiểu rồi. Sợ hát hay hơn mình chứ không? Không, Phương Thanh lại muốn người khác hát hay hơn Phương Thanh. Người ta nói là nghệ sĩ có những bài hát đó là định mệnh, và định mệnh nó nằm trong số mệnh bài hát đó. Tới bây giờ Phương Thanh vẫn còn chưa lấy chồng được vì mấy cái bài hát này. Ủa sao kỳ vậy? Nhưng mà Lý Hùng cũng đóng phim nhiều mà tới bây giờ thấy chưa có phim nào định mệnh mà sao vẫn chưa có vợ? Tại vì Lý Hùng yêu nhiều quá chưa có lựa được ai. Chưa chắc rồi nha. Thiệt. Tại yêu ít lắm mà tại chưa đúng đối tượng. Hồi xưa cũng hồi xưa cũng có cua Việt Trinh mà Việt Trinh không có thèm. Đó. Cái này bí mật đừng có nói ra. Nói chút xíu có nghĩa là đừng bao giờ so một người khác hát với Phương Thanh. Bởi vì ngày xưa Phương Thanh bị như vậy. Em hát tốt, em hát tình cảm. Nhưng mà để xét theo em gọi hoàn chỉnh hôm nay thì em chưa hoàn chỉnh lắm. Bởi vì em không đặt em hết vào bài hát mà em cứ nhìn chị. Chính cái điều đó chị lo cho em thôi. Nhưng mà sẽ có du di cho em, bởi vì tuổi trẻ của em chưa trải qua nhiều vấn đề trong cuộc sống. Em hát như vậy là ổn định lắm rồi. Thế anh á, là em lựa bài hát này là một cái bài hát mà đúng khoảng giọng của em. Trầm có, cao có, em hát rất là thoải mái, rất nhẹ nhàng. Không có quá khó đối với em, và đó là một cách lựa chọn thông minh cho chất giọng của em. Nhưng chị muốn em đặt thêm một chút xíu cảm xúc vào nữa cho cái bài hát nó tuyệt vời hơn. Với sức nặng về ngoại hình và giọng hát, thí sinh Huyền Trân với bài hát Áo Mới Cà Mau, nhạc sĩ Thanh Sơn. Lê Trường Giang với một ca khúc rất nổi tiếng, Tình Cha của ca sĩ Ngọc Sơn.
Cô nàng mũm mĩm Huyền Trâm Doraemon viết ca cổ thì mới lên 5 tuổi, xuất thân trong gia đình có truyền thống về âm nhạc, sẽ so tài cùng chàng trai bán trái cây có chất giọng ấm sáng, một cô gái mũm mĩm dễ thương với gen âm nhạc của gia đình và một chàng trai bán trái cây trên phố có cách hát bản năng. Ai sẽ chinh phục trái tim ban giám khảo và khán giả xem đài? Cuộc tranh tài bắt đầu. Không tới về để nói với nhau mấy lời, xuôi mãi dèo sông mong đón đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuống ghe ngày đêm không ngớt người Cà Mau dễ thương vô cùng, về cái nước đầm dơi nghe ai ru nghe sắc xe tim tôi, chừng nào về năm căn nhớ nhau qua lại cũng gần, một lần về U Minh nghe mùi kêu nhớ rừng Cà Mau, mai một Cà Mau em lớn tí út mà sửa soạn đẹp mà chỉ khó khó sông dân đò, em đứng mình nên một hướng duyên dáng mời khách lạ ngàn phương, Cà Mau mặc thêm áo mới vậy Cà Mau là thấy thương em rồi, Cà Mau mặc thêm áo mới vậy Cà Mau là chào em hát rất là hay, giọng rất ngọt, không bắt chước Ngọc Sơn chút nào. Giọng rất là riêng ha. Có ai qua được khúc giữa mà đứng ở hồi hộp dễ sợ luôn. Chúc mừng em đã thành công với ca khúc Tình Cha. Lý Hùng có một cái đề nghị, Trường Giang và danh ca Ngọc Sơn sống ca bài Tình Cha. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường già lại và cha nằm ôm con dưới ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Lý Hùng bật mí quý vị nha, anh Lâm Trường Giang là người bán trái cây dạo. Chưa đâu, bây giờ tôi hỏi anh cái điều mà quan trọng là anh ăn trái cây gì mà anh ca hay vậy? Dạ, ăn trái cây gì? Xin bật mí với hai vị giám khảo với khán giả là em bán cóc ổi mía ghim nhiều quá. Anh không bán cóc ổi mía ghim ở khu nào để chị đi mua? Hay quá, vậy kiểu này muốn ca hay phải chịu khó ăn cóc ổi mía ghim. Mía ghim chùm ruột quá nha. Xin là nhận xét của ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh đứng lên đi cho nó tình cảm ha. Dạ. Huyền Trâm. Dạ. Tức là khi em hát, chị thấy tất cả một bầu trời ngọt ngào và không còn để ý tới một cái nhân dáng hơi mẫm mỉm của em. Không còn để ý gì nữa và em đã truyền tải được tất cả những sự ngọt ngào. Nghe nói Cà Mau. Giọng nữ đó là pha thăng thứ, em bắt tông rất chuẩn. Quá tuyệt vời.
đã Huyền Trâm làm cho muốn xỉu rồi. Thì tới Lâm Trường Giang. Lâm Trường Giang quá dữ, hai tiết mục quá dữ để đóng ao một cái phần ao của một chương trình quá là tuyệt vời, đến độ mọi người phải đứng lên là vỗ tay. Cho nên sắc đẹp chỉ là tôn lên cho vẻ đẹp cuộc sống được tốt hơn, nhưng mà phần thanh sắc, phần cảm xúc con người mới là định hướng tất cả mọi hướng đi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn chế. Cặp song đấu đầu tiên, một chàng trai là nhân viên bán hàng siêu thị với giọng ca ngọt ngào và trầm ấm đức tỉnh, chiến sĩ Trần Quang đang hoạt động trong ngành công an tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có kinh nghiệm trong các cuộc thi về âm nhạc. Màn song đấu của họ sẽ như thế nào? Chàng trai bán hàng siêu thị hay chàng chiến sĩ công an sẽ làm nên chuyện? Chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Trả lời sân khấu. Đức Tính hát hôm nay giọng Đức Tính rất là hay. Nguyên một cái bài đó, khúc Thị Du, Đức Tính hát không bị sai một chữ nào, cả về lấy hơi, về tròn vành rõ chữ. Nhưng vấn đề đi thi là một chuyện khác. Nguyên cái bài của em chưa thấy một cái đoạn cá tính dữ dội nào. Nếu là rất là tốt, rất hay, nhưng nếu để đi thi, để tập trung với mọi người nữa, thì em có thể hát nốt mí hoặc nốt phá ở cuối cùng, si bemol thứ hoặc là la thứ. Để hát bài này em tập trung, em đánh vào cái phần cuối, giọng em lên cao dư sức với chỗ đó. Đây là một tiết mục coi như là hai người là hoàn hảo, là rất là đều. Anh Quang và Tính là được anh Sơn chia sẻ một bí quyết, là khi mà muốn hát tại sân khấu mà để cho khán giả và bị lôi cuốn một cách tuyệt đối, thì cái phần ao rất là quan trọng. Rất là ồn ào, rất là ầm ĩ, nhưng trong cái ầm ĩ phải có sự tính toán. Cho Phương Thanh dặn chút xíu, Tính là nhạc lên là đã đặt tâm hồn mình vào đó thì bài hát nó sẽ hoàn hảo hơn, toàn diện hơn. Dạ em xin cảm ơn chị. Như bầy chim sao đã số lòng
thí dụ vậy đó. Nhưng đây là một góp ý, anh đã có cách hát rất hay thì anh trưng bày thêm một, anh nghe một cái triển lãm kia nó có trưng bày đồ đẹp thì anh xem rằng khi Hơi Sơn hát những cái giọng như vậy, anh thấy có thể hợp với anh thì anh có thể hát theo cách của anh và trộn thêm một cái opera, cái giọng âm cổ và âm kia, âm mũi một tí xíu, nhẹ nhàng tí xíu nữa. Xin cảm ơn anh đã thành công hát rất hay. Bà xã của anh ngồi phía sau nói: anh ơi, vợ chồng tôi ca đó ghê không đó, mày kể tâm sự là anh ta mới mổ ruột thừa, thì bây giờ anh có thể cho ý kiến phát biểu cảm nghĩ mình cuộc thi hôm nay. Thực chất ra thì đến hôm nay lên sân khấu hát thì bụng cũng vẫn còn đau, không thể hay lấy hơi từ bụng được mà phải lấy hơi từ lồng ngực lên, cho nên là có những cái đoạn thì vẫn chưa có được như ý lắm. Hôm nay thì Trần Quang được sự đóng góp rất nhiệt tình, rất chính xác của giám khảo Ngọc Sơn và chị Phương Thanh. Thì Trần Quang sẽ rút kinh nghiệm để cái sự nghiệp ca hát của mình nó càng ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần dự thi của hai thí sinh. Thưa quý vị và các bạn, cặp song đấu kế tiếp Son, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Nghĩa, qua phần dự thi của thí sinh Mạc Tuấn Thanh và thí sinh Ngô Đức Huy với ca khúc Một Mình, sáng tác Thanh Tùng. Cầm gậy kiếm đoạn trường, tất tà tất tuổi bước đi phòng xưa, ngại ngần y cái chi chi, nợ nần y thế gian si, y y a y yay 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 a y yay yay a. Em đẹp em xinh nghe, em đẹp em xinh. Đi cua gái thì phải nói nhẹ nhàng, em đẹp. Em đẹp, em xinh quá. Là một hữu dụng rất hay. Hữu dụng mà vô mưu là không được. Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa, bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa. Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai, gió sương muôn cả hai vai, đôi chân tranh vênh con đường nhỏ, nghiêng nghiêng bóng em gầy. Vắng em còn lại tôi với tôi, lá khô muôn nay lại rơi, thương em mênh mông chân trời lạ, bơ vơ chốn xa xôi. Vắng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu say, đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn. To hơn tại anh có cộng minh từ lâu rồi, phải luyện nội công, nếu có nội công tâm hậu thì rất là lợi hại đó nhờ. Đúng là sư phụ rồi, sư phụ. Cảm ơn phần trình diễn thi của hai thí sinh. Cảm ơn. Một giọng ca xuất thân từ quê hương Kinh Bắc với những làn điệu quan họ ngọt ngào, dung dị của vùng châu thổ sông Hồng. Một giọng ca xuất thân ở điểm cực Nam Tổ quốc với làn điệu dân ca thấm đượm tình quê của vùng châu thổ sông Cửu Long. Hai miền quê, hai giọng hát ngọt ngào. Ai sẽ là người chinh phục ban giám khảo? Hãy đến với phần thi của họ. Theo em anh thì... Thưa quý vị, thật sự là cặp đấu vừa rồi chúng ta cảm nhận là quá tuyệt vời. Về Trúc Như trước đi ha. Em là một người hát hay và em cứ giữ vững phong độ như vậy, chọn lựa bài thật tốt như vậy là em sẽ đi tới vòng cuối cùng. Riêng về em chị không có nói nhiều. Chúc mừng em. Dạ cảm ơn chị. Về quê của chị Dung á, thì chị hát hay nhưng mà chị bị trật nhịp chút xíu vì lo không có tập trung.
Cho nên nhưng mà chị lại chạy về được đúng các câu lại bình thường, chỉ bỏ đi một chút xíu thôi. Thì cái đó là một cái lỗi kỹ thuật. Như là hát về miền Nam đúng không? Dạ. Bây giờ Như thử hát về miền Bắc xem có được không? Nhưng mà, cái này... mà anh khuyên em nè. Dạ. À, chị Phương Thanh đề nghị em ấy, em ca Nam Bộ hay quá. Dạ. Mà nếu mà ca Bắc Bộ không được là coi chừng ở nhà, nó ngược lại nó phải tác dụng á. Đúng rồi, nếu mà ca Bắc Bộ không được là sẽ bị trừ điểm. Trừ điểm là nguy hiểm lắm à. Không sao đâu, anh Lý Hùng cứ nắm tay cổ thật chặt để lấy tinh thần là được rồi. Nắm tay em thật chặt. Wow. Giữ tay em thật lâu. Bắt đầu ơi Hùng ơi, em cảm thấy buồn lắm. Từ xưa tới giờ Hùng mà cua gái, bây giờ bị gái cua, em thấy hôm nay hạnh phúc, ngày hạnh phúc của tôi. Cảm ơn. Thôi giờ dạ. Em ca giọng Bắc anh nghe đi. Đó. Bèo dạng mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo dạng mây trôi chim ca tan tính tình ca lội, một tin ngóng hai tin đợi ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh, sao chẳng thấy anh. Thương quá à, thương quá à. Trời ơi, cho nhận xét, cho nhận xét chút xíu. Em ơi, rút kinh nghiệm, mấy mối em hát em đứng mình giùm cho chị. Đúng. Em đứng kế bên một người đàn ông thì giọng em nó rung mà nó dở đi, không bằng hồi nãy rõ ràng như vậy. Đề nghị là anh Lý Hùng là không có được vuốt ve người ta trên sân khấu như vậy. Không phải, không anh có tạo hiệp, không có tạo cảm xúc một cách đột ngột như vậy, thí sinh người ta hát không có được. Ôi dạ. Một đoàn rất là cân não, bây giờ nhờ miền Bắc ca giọng của miền Nam. Gió lớn lại động qua bằng lăng thứ ta, qua diệm kiều ơi qua mặn mà màu hoa tươi thắm lắm hoa ơi, cũng như câu chuyện tình ta ngã thương. Chúc mừng chị, chúc mừng chị, chúc mừng chị. Bắc Nam đều rất là tài năng. Và bây giờ cái phần nhận xét mà quan trọng nhất là xin để lại cho anh Ba Ngọc Sơn. Em giống như là vùng đất phì nhiêu màu mỡ của miền Tây. Em có tố chất rất là nhiều giọng, em rất giàu nội lực và hát rất hay. Vũ Thị Dung, đúng không? Giọng ngọt ngào gì đâu, nghe rất là ngọt. Anh khuyên một điều là cái đoạn ao thì em phải hát nó có gì đó nó xuyên vô người ta hơn nữa. Giống như em chích thuốc thẳng vào người người ta, vào máu người ta. Giọng quê dài em hát dư sức được đúng không? Giọng nam đã hát được, giọng nữ em hát hay hơn nữa, em kéo lên nữa và vuốt nhẹ hơn nữa thì bài hát nó có tăng thêm nội lực. Cảm ơn em hát rất là hay. Lan còn trong giấc mơ, sẽ mãi mãi yêu anh là thế và sẽ nãy giờ nhìn không ra, tưởng người lạ, cuối cùng người này quen lắm, đóng phim chung hoài. Thôi ơi, các bạn ơi, đây là diễn viên ảnh Ôn Bích Hằng. Trời ơi ha, giấu tôi ha. Nãy nói bị trinh rồi không, đúng ra là Lý Hùng dự thi mà Lý Hùng là người 1001 nên ra hết hồ sơ. À, cái cô này vô đăng ký trước, ủa xin lỗi, nói nhỏ coi, đăng ký người thứ mấy? Chắc khoảng thứ 4 cái năm gì đó. Thôi ơi, dữ dằn chưa? À, xin mời ban giám khảo. Nãy giờ ngồi nghe Bích Hằng hát giọng ca rất là chuyên nghiệp, professional. Rất là hay. Giọng nữ alto, giọng nữ trầm nhưng mà có nội lực, giọng như giọng nữ của soprano, giọng nữ cao vậy đó, có hai cái âm vực của trầm và cao và rất là mãnh liệt. Chị Hằng đã có một cái cách hát ở đây hết mình cũng không đúng, giọng khào cũng chưa đủ, mà ở chỗ là chị hát toát ra được cái cảm xúc sâu nặng để người khác có thể mà bao nhiêu cái nỗi niềm trong cuộc sống của mình có thể
chạy theo dù chỉ là một nốt cao nhất của chị. Chị là một người hoàn thành mà Phương Thanh cảm giác được là rất thích khi mà phải vỗ tay cho chị. Xin cảm ơn Phương Thanh rất nhiều. Cho Phương Thanh nói về Ngọc Diễm chút xíu nha con. Con có một cái tính cách rất là mạnh mẽ, không phải yếu điệu như vậy. Những bộ đồ như vậy nó sẽ rất là xinh nhưng mà nó sẽ làm con mất cái chất đi rất là nhiều. Tại vì cô đã coi con ở vòng ngoài rồi. Hồi nãy con hát đó là những cái nốt lơi đó là cô nghe được nhưng mà người ta nghe người ta sẽ thấy con bị phô. Bây giờ con hát lại cái bài Hương Ngọc Lan nãy lại đi. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao người anh tình nồng như thoáng hương ngọc lan. Vòng sơ tuyển giọng con rất là tốt, cô là cũng ấn tượng tại vì giọng chỉ có rất nhiều ca khúc trữ tình đặc sắc. Và tối hôm nay tại sân khấu này, một ca khúc tiêu biểu được mang tên Những Ánh Sao Đêm qua phần thể hiện của thí sinh Duy Phú. Và cùng với thí sinh Duy Phú đó là thí sinh Phạm Phước Trung với bài hát Hát Về Cái Lúa Hôm Nay, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân. Đồng Tháp và Lâm Đồng, hai tỉnh thành có hai chàng trai kinh doanh tự do nhưng đều đam mê ca hát. Một Duy Phú có kinh nghiệm sân khấu, một Phước Trung, chàng trai bán gạo và heo quay có tinh thần và ý chí quyết tâm. Liệu hôm nay họ có chiến lược gì trên sân khấu? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm. Anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài. Từ ngày hôm nay ngày đang bắt đầu từ ngày hôm nay, đường lớn đã mở đi tới tương lai ngày mai. Đang bắt đầu từ ngày hôm nay ngày mai, đang bắt đầu từ ngày hôm. Mời Phương Thanh. Về bạn Trung, nãy khi mà Trung hát là Phương đã có gọi dòm qua anh Ngọc Sơn, biết chắc là Ngọc Sơn sẽ thích em. Chắc vậy. Cái câu cuối cùng là lên hoành tráng là đúng ý anh Sơn nè. Cái cách nhả chữ của Trung cũng rất là vừa lòng anh Sơn. Đường lớn đã mở đi tới tương lai ngày mai, đang bắt đầu từ ngày hôm nay ngày mai, đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Giọng em là giọng baritone bass, giọng hát rất là hay, giọng ông trầm rất là đẹp độc đáo. Vì sao sáng Duy Phú. Duy Phú hát lại một đoạn đến vì sao sáng tôi ngắm bao mái nhà. Xây cho nhà cao cao mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca. Khoan, em hát chữ ca đừng đưa cổ lên, đừng kéo cổ lên nha. Ví dụ em hát tình ca, bây giờ anh hát thả nhẹ lại tình ca đó, thấy không, cái sáng hơn. Em đưa lên càng kéo giãn như thế đới nó dễ bị hư. Hôm nay sức khỏe em không được tốt anh Sơn ạ. Đừng có nói em hát hôm nay em bệnh, không ai biết được em bệnh đâu, đừng có nói vậy. Cảm ơn anh Sơn, cảm ơn chị Thanh. Cảm ơn. Trước khi đến với kết quả vòng thi song đấu, xin mời quý vị nghỉ giải lao trong ít lát, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Một
Em cũng mong là ban giám khảo sẽ ưu ái cho chồng em. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Nương tay chấm cho anh Thông. Ban giám khảo cho điểm hơi cao, cũng mong em mình được điểm cao. Và hiện tại trên sân khấu của chúng ta đó là 20 thí sinh vừa trải qua một cuộc thi song đấu thật là cam go và được đánh giá rất là cao của ban giám khảo. Thật sự là Lý Hùng rất hồi hộp, Lý Hùng rất là tiếc nữa. Vì 20 thí sinh thi song đấu ngày hôm nay, người nào cũng hay, người nào cũng tuyệt vời, nhưng mà tiếc lắm. Chương trình tiêu chí đưa ra chỉ chọn 10 người thôi, đành phải vậy thôi các bạn ha. Thì mời Vị Trinh công bố. Lẽ ra song đấu là phải một người vô một người ra. Đằng này song đấu mà hai người cùng nắm tay nhau đi vô vòng chung kết mới dễ sợ đúng không? Cặp song đấu đó là... Đó là... Ngọc Hân! Và tiếp theo... Đó là... Phạm Phước Trung! Và thí sinh thứ tư sẽ được bước vào vòng chung kết. Lê Bá Duy. Thí sinh thứ năm sẽ bước vào vòng chung kết. Đó chính là